Về nội dung thì cho phép với Hải sẽ trả lời sau trong cái thời điểm mà 34 phim chiếu, thì trả lời trước thì mọi người sẽ không tò mò. Và để Hải xem câu này, để Hải nghĩ là để Hải trả lời phần nữa và Chung với người sẽ trả lời phần nữa. Đối với Lê Hải thì cái việc tìm kiếm diễn viên rất là quan trọng. Làm sao để tìm một cái nhân tố mới hoặc diễn viên mới hay diễn viên cũ, miễn sao rằng anh hợp vai, dù anh ở đâu tôi cũng moi ra. Đó là cái tiêu chí của Lê Hải. Thì và Hải Trương Minh Cường sẽ trả lời cái gì đó. Đầu tiên thì cho Trương Cường cũng lâu lắm rồi không có đứng trước quý vị. Sẵn đây thì cho Cường gửi lời chào quý vị. Vì khỏe không? Lâu lắm mới gặp nhau. Anh Hải nhất định phải là, không phải là anh Hải chọn Cường đâu, không phải là cái, nhưng mà cái nhân vật, thật ra nhân vật là cái người mà làm cho anh Hải cũng như ekip là chọn Cường thôi. Câu chuyện của Cường thì nó cũng là một cái câu chuyện dường như là Cường đang đi theo hướng tự lành giống như anh Hải. 12 năm qua khi ở Mỹ thì có rất nhiều chuyện xảy ra với Cường. Nó nặng đến mức độ là dường như là bác sĩ phải gọi, nếu mà 2 tiếng bác sĩ gọi mà không có bắt máy là xe cứu thương sẽ tới nhà. Và bác sĩ nói là Cường sẽ chết bất kỳ lúc nào. Chính vì cái nhân vật mà trong kịch bản á, nó có hơi một chút xíu giống với Cường, nên là mọi người có đề xuất là mời Cường tham gia. Mà Cường tham gia thì cũng như casting với bao nhiêu người khác hơn, bên này casting thì bên kia Cường cũng phải casting. Anh Hải đưa ra cái đề như vậy phải làm giống như vậy, phải quay. Mà lúc đó Cường đang ở một quán cà phê á, Starbucks ở bên Mỹ đông người lắm, mà tự nhiên mình phải ngồi mình khóc lóc, mình làm lớn chuyện với người ta ở ngoài đó. Và cuối cùng nhờ như vậy mà anh Hải chọn Cường. Đây thì cũng là cảm ơn Hải, cảm ơn Hà, cảm ơn cả ekip, cảm ơn các anh em. Cái cảm giác mà vừa rồi mới tập thoại ở nhà anh Hải đó, bản thân Cường rớt nước mắt. Cường nhớ là cái cảnh mà ăn cơm đoàn phim á, nó không có cao cấp gì hết, nó không có phải là cao lương quy gì hết, nhưng mà bên trong mình rất là vui. Tôi ăn những cái tinh hoa nhất thế giới mà sao nó không có vui mà. Chỉ vì vậy mà cái lần quyết định vài lần này là một cái quyết định nó cực kỳ khó đối với Cường. Khó gì không biết là vì có chấp nhận được. 12 năm qua Cường biến mất trong lúc mình đang ở một cái sự yêu thương của rất nhiều người. Và Cường mặc cảm với gì sau cái chuyện đó mình mới thành công. Mình thấy mình có lỗi gì nữa. Và cuối cùng cái câu chuyện đó thì Cường sau bao nhiêu cái lỗi lầm đó, Cường mong muốn rằng mình phải sửa lại. Bản thân mình xác định được mình vẫn là con người bình thường, mình chắc chắn là có lỗi lầm. Và khi mình có lỗi thì mình phải biết sửa lại. Mục đích Cường quay lại đây để Cường nói cho mình biết là nếu như Cường không chết ở bệnh viện, Cường không chết trên giường bệnh ở bên kia, Cường quay về Việt Nam, Cường sẽ chết cho màn hình ở bên này. Nên đây là cái tâm huyết mà Cường mong muốn để quay trở về cho Việt. Cường sẵn sàng chết sân khấu, chết trên trường quay. Để cảm ơn tổ nghiệp thật sự đã cho Cường rất là nhiều thứ mà 12 năm qua Cường không biết giữ. 12 năm qua Cường không biết cái đó là quý của mình. Và cái sự trở lại kỳ này, nó không phải là để chứng minh là mình phải nổi tiếng hay là mình chứng minh mình cái gì cả, nhưng mà nó thuộc về sự cống hiến nhiều hơn, nó thuộc về cái mong muốn tổ cho việc cho, thì mình phải có trách nhiệm phải làm cái chuyện đó để giúp lại cái nền điện ảnh nhỏ của mình. Và mục đích của là cuối cùng nữa, sau cái phim công chiếu cái ngày 30/4 thì Cường cũng sẽ đi CD tour và cũng xin anh Hải là cho Cường phát hành ở bên Mỹ, trên thị trường bên Mỹ, để Cường giới thiệu cho cộng đồng bên Mỹ, kiều bào bên Mỹ và những cái nước lân cận ở Mỹ biết được phim Việt Nam, biết được văn hóa Việt Nam của mình. Sau khi Cường lăn lộn vật vã cái lên cái xuống bên Mỹ, thì hy vọng cái lần cuối cùng này cũng làm được gì đó cho mọi người, cho cả nhà, cho
như là điện ảnh nhỏ của mình, cái cô ấy bị buồn nữa chứ. Đọc tao lên sao chúng, đọc tao lên sao chúng với mọi người nghe đấy. Lần 7 lần này Cường đã sau 12 năm bây giờ trở lại để tham gia cùng với đồng viên cũng như là với mọi người. Có thêm những con tinh thần mới nữa và cho Việt Nam mình bạn thêm sẽ được quyền nghệ hơn, có nghĩa là chúng ta sẽ có những người mà nó thân xác nó nhỏ. Anh Hải mỗi lần đóng phim là cast rất là kỹ. Cái phim này casting trên 3 ngày, 10.000 người chỉ được ngồi được 5 anh chị em thôi, thì cả một cái quá trình mà rất là phấn đấu cho rất nhiều người. Bản thân Cường thì cũng đã được xin cảm ơn bỏ tiền rất là nhiều và hy vọng rằng mọi người sẽ luôn luôn cách từ bên Mỹ sẽ quay những cái đoạn của Taiwan với đồng với Hải để cho anh Cường Hải xem như thế nào thì Cường mới được về đóng, chứ không phải là tự nhiên mà Cường được nhận bên đâu. Anh Hải rất là khó, nhưng mà cái khó của anh Hải làm cho phim nó thật sự là có rất nhiều những vị khách nhận được những lời chúc tốt đẹp từ cái đạo diễn Lý Hải từ cây dừa ước. Lần trong chờ này chúng ta còn mong rằng quý khán giả sẽ đón rất nhiều những lá thăm đây rất nhiều những công ty sẽ được tặng cho tất cả mọi người. Vì vậy mọi người ơi, nếu như là chúng ta chưa có thời gian thì chắc xíu nữa chúng ta hãy ghé nhận lại đầy đủ để được xác kỳ và lấy cho mình một đường công nghệ nhau nhiều hơn những cái tác phẩm của mình cho việc xem và cho nền điện ảnh của Việt Nam mình có thêm được một nhân vật nữa để cống hiến cùng với lại nền điện ảnh nước nhà, và thêm nữa là sẽ làm sao để cho nền điện ảnh nước nhà mình càng ngày phát triển hơn so sánh với những cái Trung Quốc mà phim ảnh của những cái nước lân cận. Hy vọng rằng những cái mà cống hiến sau này của Cường sẽ được sự đón nhận lòng nhiệt của các cô chú anh chị, các bạn khán giả, các mọi người để mong sao cho phim thật là hay. Phim này là sẽ quay 5 thành phố và sẽ có rất nhiều những bối cảnh khác nhau và có những bối cảnh chưa bao giờ xảy ra trong phim Lật Mặt, cũng như là đã có Cường từ 12 năm quay trở lại thì cũng là một nhân tố rất là khác biệt. Hy vọng là được mọi người ủng hộ nhiều hơn cho Cường nhé. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Anh cảm thấy cái thời gian mình vắng bóng quá lâu, anh có tiếc không? Tiếc chứ. Thật ra rất là nhiều chuyện Cường muốn nói cho vị nghe. Sau 12 năm có nhiều chuyện xảy ra với Cường lắm, và Cường đã có những cái bước trải nghiệm nó cực kỳ là khó khăn trong cuộc sống của Cường, nhưng mà Cường đã vượt qua hết. Sau tất cả Cường đã vượt qua được hết tất cả những cái thứ đó, thậm chí là trầm cảm đến lúc hiện tại thì các bạn thấy tự dẫn liên tục nghệ sĩ thứ hai mà Cường đã vượt qua tất cả để quay trở về cái đúng như là vị Hải ạ. Nên là nhờ sự yêu thương của quý vị mà chúng ta trao đổi chia sẻ cảm ơn tất cả mọi người, làm quý vị là những động lực cho Cường quay trở lại những ảnh và cái động lực cho Cường có cái thêm sức mạnh để Cường cống hiến nhiều hơn và Cường khỏe mạnh được nhiều hơn là cũng vậy. Bạn sẽ trở thành vua Hải, đó là cũng nhiên mà tôi nhận được sau lần này không chết được thì sẽ chết cho bằng ảnh cho quý vị coi quý vị nha. Chuẩn bị như thế nào?